thành phố quen rồi, lên đây chán lắm đúng không? Ở trên thành phố có nhiều khu vui chơi với nhiều khu ăn uống, dù quá suốt ngày quanh quẩn trong xóm chán à. Vậy để mai tao dẫn mày đi câu cá đảm bảo vui. Nhỏ đó hả? Ừ. Bà La Sát đó. Bà La Sát? Tên gì kỳ á? Nó là con Mai. Con ông bà Tư đó, nó giữ như bà Trần á, nên là mấy đứa trong xóm hay nói nó vậy mà. Sao chán quá vậy? Đi chơi với tao không? Đi đâu à? Đi câu cá. Đi. Ok, đi. 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 Ủa? Sao anh cứ lập thà lập thò vậy? Ngu quá. Có ai đi câu cá trộm mà ngồi như ngang câu bao giờ chưa? Câu cá trộm? Sao mình không ra sông mà câu? Sông ít cá lắm. Ở đây ông tôi có nuôi cá, tha hồ mà bắt. Lỡ bị bắt thì... Chạy. Nè! Ai dám bắt cá đó? Chết rồi! Chết rồi! Chạy! 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 Bị chảy máu rồi kìa. Có đau lắm không? Mà hình như bạn không phải là người trong làng hả? Mình là cháu dì Sáu. Cháu dì Sáu? Sao mình không biết bạn? Thì sao bạn biết được? Mình lên thành phố từ hồi nhỏ mà. Vậy nghe, bạn xuống đây chơi hả? Mà hình như á, bạn là Mai, con gái ông bà Tư, phải không? Sao bạn biết vậy? Mình nghe anh Hiếu nói. À, mà bạn đi về nhà được không? Thử. Hình như mình bị trực gân rồi. Vậy. Vậy bạn ngồi lên này đi. Để mình kéo bạn về. Không, bạn kéo mình không nổi đâu. Nổi mà, trong làng á. Mình chơi cái coi với tụi con trai, chứ bây giờ tụi nó thắng được mình. Tới đây ngồi đi. Ngày ta yêu nhau là tình yêu của những đứa trẻ nhỏ. Ngày từ lúc chưa nghĩ đến cho ngày sau. Thời gian trôi mau không để ý gì bên nhau. Khi hai ta lớn lên rồi. Ủa? Có sao không Khang? Anh em gì kỳ cục quá vậy? Chạy trước, bên em là chịu trận. Thì tao cứ tưởng mày chạy sau chứ. Anh đó, sao anh dám nói xấu em với bạn đó? Muốn chết không? Thôi mình cảm ơn bạn nha. Bây giờ trễ rồi, mình phải về đây. Bye bye, bye, bye. Sao nhìn nó hoài vậy? Mày đừng có nói với tao, làm mày thích nhỏ rồi đó nha. Hình như em phải lòng Mai rồi anh ơi. Cái gì? Thằng này. Thôi đi vô đi. Đi vô đi. Hô. Ủa bạn hả? Chào Mai nha. Mà vẫn chưa biết bạn tên gì. Mình tên Khang. Khang ở thành phố. Chắc vui lắm ha. Vui lắm. Ở trên thành phố có nhiều nhà công chức giót kìa nè. Nhiều xe nữa với nhiều khu vui chơi. Mà nói chung á là vui lắm nha. Mà ở thành phố á, không vui bằng ở đây đâu. Tại sao? Tại vì ở đây á, có rất là nhiều trò chơi. Mà Mai đảm bảo là con nít ở thành phố á, chưa bao giờ được chơi. Khang muốn thử không? Thử. Đi gói cục sỏi nè. Khang ném coi ai ném xa hơn. Ok. Chơi không? Chưa quá à. Cầu cưới nè. Khang làm đi. Cảm ơn Mai nha. Bây giờ Mai dắt Khang đi mua đồ chơi nha. Ok, đi, đi. Cái này ăn ngon lắm nè, Khang có mua không? Mua thử đi. Vậy Khang muốn vị gì nè? Vị nào cũng được. Lấy vị cam ha. Ok. Ủa còn cái này lấy gì vậy? Cái đó là được thổi bong bóng á, chơi cực kỳ vui luôn. Thử không? Mua đi. Đi. Nè, mình ăn cái này nha.
ngày ta yêu nhau là tình yêu của những đứa trẻ nhỏ. Ngon lắm. Okay, ngon. Bây giờ Khang muốn ăn cái gì nữa? Cái đây là kẹo dẻo á, Khang thử đi. Ngon quá. Ngon. Ngon. Nhưng những này ngon thiệt chứ. Thôi giờ chơi mình chơi thở ống bóng. Khang muốn thở thở không? Thở ra, thở mạnh lên. Thôi không được. Wow, hay quá vậy. Ngon mày nha. Khang thử đi. Wow, thu được rồi. Khang giỏi quá à. Bị xẹp rồi. Rồi xong phim. Mà bây giờ trễ rồi, Khang về đi. Mẹ mai sắp về rồi đó. Mai mình qua chơi tiếp nha. Qua gì qua hoài vậy? Mình qua để đưa quà cho Mai. Quà gì? Trái xoài. Xoài hả? Cũng được. Thôi giờ Khang về đi. Bye bye Mai nha. Bye bye. Bye bye. Ê, nó có phải là cái thằng mà từ trên thành phố xuống không? Nó em cướp em mai của tao, nó phải biết tay tao. Mày có phải là cháu mà sao? Ở thành phố chuyển xuống đúng không? Mày sao? Sao mày hết em mai của tao? Em mai là em nào của mày? Mày có tin tao quánh mày không? Nè, tụi mét mẹ mấy người đi đánh nhau đó. Không sợ, không sợ, mét đi, mét đi. Chị Hiền nhà dưới đây. Tụi nó có làm gì bạn không? Không. Mà sao bạn cười? Mình nghe anh Hiếu nói á, là bạn là bà lã sát. Nhưng mà mình thấy bạn đâu phải gì đâu. Mình chỉ là bà lã sát danh Hiếu thôi. Tại vì ảnh cứ cầm đầu mấy đứa trong làng á, để bắt cá nhà mình hoài à. Ủa mình cũng bắt cá trộm mà. Nhưng mà bạn khác. Khác sao? Mày không biết. Mà thôi, mình đi về nha. Mình đi nha. Từ lần đầu đã thấy nhẹ nhàng đôi tay chạm bờ môi ấy, cảm nhận sự lung lay có nhiều lần giận hơn. Ghê với ta. Nay còn bị đặt viết thư tình nữa ha. Anh này kỳ quá, tự nhiên đọc trộm thư của em. Tao đâu có đọc trộm đâu, tao đọc công khai mà. Trả đây. Không trả. À mày nè, dù mày có viết thư đi chăng nữa thì nó cũng không đọc được đâu. Tại sao? Vì nó không biết chữ. Cái gì? Mai. Khang hả? Mình cho bạn nè. Đọc đi, hay lắm á. Sao vậy? Bạn không thích hả? Không phải. Dù mày có viết thư đi chăng nữa thì nó cũng không đọc được đâu. Tại sao? Vì nó không biết chữ. Bộ Mai không được đi học hả? Mai học đến lớp 2 thì Mai nghỉ rồi. Sao Mai không được đi học nữa? Nhà Mai nghèo mà. Tại đông anh em, Mai phải nghỉ học, đi làm, kiếm tiền phụ mẹ để cho các em đi học chứ. Vậy để Khang chỉ Mai học nha. Thôi, vì phiền Khang lắm. Không có phiền đâu, tại mình thích mà. Mà sắp hết 3 tháng hè rồi, sao mà Khang dạy Mai kịp? Kịp mà, chỉ cần dạy bạn biết đọc thôi là bạn biết được bao nhiêu là thứ. Được không đó? Được, bắt đầu từ ngày mai, mình học nha. Nó đòi học đó, thầy khó lắm á, không nghe lời thầy quýnh á, học đi. Dạ thầy. Đọc nè. À. Sài Gòn ơi, em nhớ ai mà mắt nhung huyền phai. Mùa thu qua đây, sao tóc em thướt tha buồn. Thôi chứ, muộn rồi, mẹ Mai cũng sắp về đó. Mình học tới đây thôi nha, sáng mai Khang qua, mình học tiếp nha. Bye bye, mình về nha. Bye.
Mày về rồi đó hả? Đi đâu về hả? Em đi công chuyện. Công chuyện? Nói xạo. Mày ở đây thì làm gì có công chuyện gì? Công chuyện gì kìa em? Mày không cần nói thì tao cũng biết rồi. Biết sao? Mày tới nhà nhỏ Mai chơi đúng không? Thì đúng rồi đó. Sao anh biết? Tại tao thấy cái thằng này mới ba lớn mà đặt yêu đương nhân nhất. Nghe, mẹ mày gọi gì nè? Dạ lô mẹ. Khang hả? Ở quê vui không con? Dạ vui lắm mẹ. Ừ, vui nhưng mà phải lên đi học nha. Tuần sau nói gì má rước con. Y U Ư. Khang hả? Ở quê vui không con? Dạ vui lắm mẹ. Vui nhưng mà phải lên đi học nha. Tuần sau nói gì má rước con. Bó cỏ. Khang. Có chuyện gì hả? Sao mà thấy Khang buồn buồn? Mới đây mà mau quá hả? Mau gì? Mới đây mà sắp hết hè rồi, Khang phải về thành phố. Còn tận một tháng nữa mà. Mình phải về học thêm. Học thêm là sao ta? Là ôn tập lại những kiến thức cũ và chuẩn bị cho năm học mới. À. Mà khi nào Khang về? Cuối tuần sau. Nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến việc học đâu. Mai học nhanh quá chừng, mới đó mà biết đập lậu bầu rồi đó. Từ giờ đến đó mai chỉ cần ôn tập lại thôi. Khang cũng vậy, dở quá trời luôn á. Mai đọc được rồi nè. Mà Khang về rồi mà có buồn không? Có gì đâu mà buồn. Khang về thì năm sau Khang lại xuống chơi với tụi mình. Có gì đâu. Nhưng mà Khang về rồi mà không buồn đúng không? Không, không phải vậy. Rồi mà cũng sẽ quên Khang thôi. Đâu có đâu. Ủa Khang, mày đi đâu vậy? Cái gì nữa đây? Muốn kiếm chuyện mai kiếm. Thì tao không có tâm trạng. Tao nghe nói mày dạy em Mai học phải không? Thì sao? Mày dạy tụi tao học được không? Cái gì? Mà mày không biết chữ hả? Ừ. Con Mai á thì nó còn học đến lớp 2 rồi mới nghỉ. Còn tụi tao á thì có đến lớp ngày nào đâu. Tao nóng lắm đó nhà. Không nghe lời tao ký đầu tụi bay liền á. Mà tụi bay không được quýnh lại. Chịu không? Chịu. Đi theo tao. Đi. Bây giờ sao? Học chứ sao? Ngồi xuống đi. Trước tiên đó là học 24 con chữ cái trước. Rồi học ép vần. Vỡ nè. Ủa? Tập đâu ra vậy? Mua chứ đâu. Ủa sao không kêu tụi này mua? Ai mua trả được. Ủa? Mà sao mày qua nhà Mai dạy với Mai học được vậy? Sao mà không được? Tao nhớ mẹ Mai đâu có cho nó đi học đâu. Suốt ngày bắt nó phụ bán hàng nè. Rồi làm việc nhà, rồi trông em. Nhưng mà sao mẹ Mai không cho Mai đi học? Tại mày trên phố xuống mà không biết thôi. Mẹ Mai á là dì ghẻ. Còn mẹ ruột Mai á thì chết rồi. Ba của Mai á thì đi làm xa. Ở nhà mẹ của Mai bắt nó làm đủ thứ việc trong nhà luôn. Suốt ngày toàn nghe bà chửi không à. Thầy khó lắm. Không nghe lời thầy muốn học đi. Dạ thầy. Đọc nè. Thôi chứ, muộn rồi. Mẹ Mai cũng sắp về rồi đó. Mình học tới đây thôi nha. Thôi học đi. Mai ơi! Mai đây! Khang hả? Mai mới đi chợ về hả?
Đúng rồi, sao vậy? Mà sao hổm giờ Khang không ghé nhà Mai? Thì Mai học xong hết rồi mà. Từ giờ đến đó Mai chỉ cần việc ôn tập lại thôi là được rồi. Mà khi nào Khang về thành phố? Sáng mai. Sáng mai hả? Mấy giờ Khang ngồi đây đó chờ Mai chờ lời tạm biệt. Mà hè sang năm á, Khang có về đây nữa không? Khang không biết nữa. Mùa hè năm sau, nếu Khang không về thì Mai sẽ xin mẹ lên thành phố chơi. Chứ vậy? Bộ Mai lên thành phố thăm Khang không được hả? Được. Khang về rồi Khang có nhớ tụi thằng Tý với anh Vũ không? Nhớ. Vậy Khang có nhớ, Khang có nhớ Mai không? Bao nhiêu năm rồi Sài Gòn đêm bước chân tôi, mùa thu lá vàng, mùa hạ nắng gió thanh thang, mùa đông lạnh lùng và mùa xuân sang muôn hoa khoe sắc. Tôi cứ đi tìm dù em không dễ làm quên, sẽ có một ngày trong mưa Sài Gòn. Sang năm nhớ quay lại đây chơi nữa nha, anh sẽ chỉ em chơi nhiều trò vui hơn nữa. Chắc là đi bắt cá chòm nữa vậy. Không phải đâu. Chứ sao? Nói đúng quá chừng. Ủa? Tao cứ tưởng mày đi rồi chứ. Ủa, tụi quay đến đây làm vậy? Tới để tạm biệt thầy giáo đi chứ. Nhìn tụi bay phá phách như vậy mà cũng biết lễ giáo nữa hả? Nè, thằng tụi bay nè, chuyện hay lắm á, đọc đi, sẵn luyện tập, cố gắng lên nha. Cảm ơn mày nha. Không biết mày có tới không. Mình giỏi nha. Tặng Mai nè. Mai em cảm ơn. Mai có cái này cho Khang nè. Cảm ơn Mai nha. Mình sẽ treo nó vô cặp và mỗi ngày đều nhìn thấy nó. Còn cái này nữa, nhờ lên xe thì Khang đọc nha. Mình đi nha. Bye bye. Mai mốt bạn về ươm giọt nắng, cho cành phượng thấm chỗ thêm bông.